Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc bài có tiêu đề Voi con tốt bụng. Ngày xưa khi các loài vật biết nói chuyện với nhau, voi chung sống rất hòa bình và vui vẻ với các loài vật khác như gà, vịt. Một buổi sáng mùa xuân, trăm hoa khoe sắc, gà con vui vẻ gọi vịt con ra vườn chơi. Gà con rủ vịt con bắt sâu bọ, côn trùng có hại cho cây cối. Nhờ có mỏ nhọn nên gà con mổ sâu rất dễ dàng. Nhưng vì con không có mỏ nhọn nên không thể nào bắt được sâu. Thấy thế gà con vội vàng chạy tới giúp vịt. Bỗng một chú voi con xuất hiện. Chú dùng vòi khều con sâu đưa cho vịt con. Vịt con và gà con cùng cảm ơn chú voi. Vịt và gà con lại rủ nhau ra ao chơi. Chân vịt con có màng nên vịt bơi lội rất giỏi. Còn gà con vô ý nên đã bị ngã xuống ao. Vì không biết bơi nên gà con bị ướt sũng nước, lạnh đến phát run. May quá chú voi lại đi tới, chú cứu gà con lên. Chú còn đùa nghịch dùng vòi phun đầy nước vào vịt con. Gà và vịt cười vang bỏ chạy, còn lũ ruồi đậu trên lưng chú voi cũng phải hốt hoảng chạy đi. Sau đó voi dùng vòi để thổi kèn Armonica. Chú thổi hay đến nỗi gà con và vịt con đang chơi cũng phải chạy đến. Những chú chim trên cành cây cũng ngừng hót để lắng nghe những âm thanh tuyệt vời mà voi con thổi. Gà và vịt con rất yêu chú voi tốt bụng, thích chú. Chúng thích đùa vui và nhảy vào nằm trong lòng chú voi. Chúng cảm thấy ấm áp và hết sức an toàn.